Hello anh chị mà còn cô bác nha, sớm em tối nay rồi em đeo vô Matic. Em xe độc lạ, chạy đường ai cũng để ý là phải ngước nhìn nha. Không phải vì nó sang chảnh mất tiền mà vì nó lạ hơn người ta. Màu quá trời lạ luôn. Biển số cũng đẹp ha, 5313. Nằm ngủ cũng có tài luôn, nhất tài tài nha anh chị ha. Bữa giờ em về mấy em xe du lịch mà biển số đẹp đẹp không à. Nhiều lúc thấy số đẹp tính để chạy mà nhiều xe mới chạy đâu hết đâu. Rồi thôi bán có lời bán liền. Em xe này bên cạnh đó thì bốn cái vỏ mới toanh nha anh chị, bốn cái ốp mâm cũng mới luôn. Vỏ mới clean nè. Vỏ khoảng 70% cho nha. Đi ô tem khá là nổi nha. Và cái đặc biệt của chiếc xe này á, anh chị em đi theo em một cái dòng nha, để em cho anh chị em xem cái đặc biệt lớn nhất của chiếc xe này. Đấy là cái gì? Là nguyên cái phần nội thất của nó chất zin 100%. 20 năm hơn rồi, 20 năm rồi. Nhưng mà anh chị thấy có chất zin không? Nguyên dàn ghế nỉ nè. Máy lạnh thì lạnh teo, nghe nhạc đầy đủ. Túp lô, bốn túp lô đó là được lợp lại và cái trần cũng đã lợp lại rồi. Đấy. Và nguyên cái phần ghế sau là ghế nỉ. Đó, đẹp chưa? Ok chưa? Nhìn một cái đi đều là lòng người luôn. Sàn cũng đã mới mai mới rồi. Vô lăng chưa thấy mày mòn nhiều nè. Xe này đúng chất xe cọp luôn nha anh chị nha. Hàng này hàng hiếm nha. Keo chỉ đầy đủ luôn. Keo chỉ nè, đã chưa? Quay ghế tranh thủ để tối. Anh mình mới lấy cái này à, logo tem bổng Hàn Quốc đó. Mấy mươi năm à, tới bây giờ luôn. Đẹp ghê luôn. Hả? À, nhìn cái dàn ghế phía sau nè. Đồ lót chân nè. Có hiểm canh xăng nè. Xe đẹp quá. Rồi giá em bán em này một cái giá cực kỳ rẻ và hợp lý luôn. Em này có trợ lực luôn nha anh em nha. Dòng này ngày xưa không trợ lực nhưng mà chủ nhân lên trợ lực coi. Em bán cho anh chị một cái giá nè, cực kỳ hấp dẫn luôn. À, em để cho anh em một cái giá bao nhiêu vậy ta? 59 triệu. 59 triệu anh em có một xe bắt màu lạ. Ghế nỉ, bốn vỏ, mâm lớp vỏ ok. Ngon chưa? Em quay cái gầm cho anh chị nhìn nè. Gầm mới con. Dạ. Gầm trong cũng đã mới phủ rồi anh chị không? Mới phủ hết trơn rồi. Sơn lại hết trơn rồi. Bốn cái phục mới toanh luôn. Đó. Xe đẹp chưa? Rồi để qua đây. Đó. Đẹp chưa anh chị? Máy thì thôi siêu em ơi. Em này máy cực kỳ em luôn. Máy rất là chất luôn nha. Đèn đốm. Đèn đốm đầy đủ luôn anh chị ơi. Càng lớn chảng nghe nhạc ngon lành luôn. Máy lạnh. Ôi, lạnh cũng tương đối ổn định ha. Đèn đầy đủ nè. Máy lạnh cũng khá là ok rồi. Matic đời này mà như vậy là quá chuẩn rồi. Kính là kính quay nha, chưa lên kính bấm nha anh chị. Chất hiệu chất riêng ngày xưa tới giờ. Máy cũng tương đối là em ha. Siêu êm luôn. Cái bình nó không đủ anh chị, phải nấu thêm cọng dây nè. Tại cái bình của nó hư, đi mua mà giữa chừng cái bình bị hư. Hôm qua đi mua ông anh mình bán chiếc xe mình đã cái bình bị hư, mình phải chạy về nhà lấy cái bình khác bỏ vô. Bây giờ phải nói vậy, ngày mai mình ra mua bình khác bỏ vô. Nói lại nhìn nhìn không giống ai hết trơn. Máy cực kỳ êm ơi, em này máy êm lắm anh chị, không có đổ hơi, đổ khói vậy nha. Đó, không thấy hiện tượng đổ hơi đổ khói anh chị không? Xe này thì sơn là hết rồi, sơn cabo, sơn xe, sơn nguyên chiếc luôn rồi. Đăng kiểm thì cũng còn kiểm mà không biết còn kiểm được mấy ngày đây. Còn kiểm được 10-20 ngày. Đó, anh chị em nào yêu thì cứ nhắc máy luôn cho mình nha.